Em chào cả nhà nha. Hôm nay em lại giới thiệu cả nhà một con máy khoan gốc của Makita. Con máy này á về là mới phải là 95%. Em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem ha. Con này anh sử dụng đầu khoan măng răng 10mm ha. Có đảo chiều nha cả nhà. Và đây hướng dẫn cả nhà, đây là con ốc dùng để cả nhà căng chỉnh rồi xuống khoan chậm từ hay là khoan mạnh tối đa ha. Em sẽ đọc thông số của con máy khoan gốc Makita này. Thì con máy khoan gốc Makita này có model là DA3000R. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 300W, có vòng tua điều tốc từ 0 đến 1400 vòng một phút. Con máy này sử dụng đầu khoan măng găng là 10mm. Con này về á là em cố gắng sưu tầm được cho cả nhà cái đầu khoan, đầu mở đầu khoan này đó, để cho cả nhà dễ sử dụng ha. Như này mất cái đầu khoan này nó cũng mất giá trị của cái đầu khoan này đi đó. Và em sẽ xiết lại cho nó khít đó, cho cả nhà kiểm tra ha, cực kỳ khít luôn đó. Đây. Ví dụ như giờ mở ra hết đi ha, thì giờ mình sẽ bấm tối đa. Mình sẽ điều chỉnh luôn. Chậm nữa không? Rồi. Đây là đảo chiều ha. Thấy không? Hôm nay em quay theo chiều kim đồng hồ ha. Giờ em đảo chiều lại nè. Người chiều kim đồng hồ. Và máy chạy cực kỳ êm ha. Em mở ố đa lên cho cả nhà nghe yên máy nè. Thì những con máy khoan gốc này á, nó đặc biệt, gọi là rất là đặc biệt, là khi mà cả nhà có thể là khoan gốc hoặc là bắn vít ngay gốc cũng được ha, thì cả nhà sẽ sử dụng đến con này rất là lợi hại. Và nhiều lúc á, mình sẽ có những lúc mà mình cần tới là không kiếm đâu ra để bắt ốc những gốc kẹt, gốc khó, thì mình sẽ sử dụng đến con này. Không thường thì mình vẫn sử dụng để mình khoan không thường vẫn được ha. Đó. Rồi, em sẽ đọc lại thông số của con máy khoan gốc Makita này. Thì con máy khoan gốc Makita này có model là DA3000R. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V, có công suất là 300W, có vòng tua điều tốc từ 0 đến 1400 vòng một phút. Thì em bán cho cả nhà một con máy khoan gốc Makita xịn sò như thế này là 1.100.000 đồng nha cả nhà, 1.100.000 đồng. Có đi kèm cái đầu măng găng, đầu khóa măng găng như thế này. Em đã siêu ầm cho cả nhà được cái đầu này rất là xịn sò, và em đã bấm cái dây vô, bấm cái dây vô dây điện như thế này ha, để cho nó đi theo và không bị rơi rớt khi sử dụng ha. Là em bán cho cả nhà một con máy như thế này là 1.100.000 đồng. Em cảm ơn cả nhà.